Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Chúng tôi thay mặt cho ban giám đốc công ty Thượng Nguyên kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và luôn được bình an. Thì như quý vị biết là trong cái khâu sản xuất của chúng ta, trong cái nhà máy chế biến gỗ thì chúng ta không thể nào mà thiếu một cái thiết bị, đó là ván ghép của cái khâu đầu tiên. Nếu mà so với những cái sản phẩm của chúng ta làm mặt bàn nè, rồi những cái gỗ của chúng ta là qua cái phần mà gỗ chúng ta ghép thanh với nhau ra những cái chân ghế, hoặc là có những cái sản phẩm tủ kệ bếp nhưng mà được ghép thanh và ghép dọc hoặc là ghép ngang, có nghĩa là sau quá trình chúng ta ghép dọc thì chúng ta cũng sẽ trở lại thành ghép tấm. Thì cái thiết bị đó không thể nào mà thiếu trong cái nhà máy của chúng ta, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng những cái loại ghép tấm ghép ngang đó thành công nghệ gì? Ví dụ như trước đây thì chúng ta có ghép tấm bằng ghép nguội phải không nè, ghép thủy lực và dùng hơi, thì chúng ta có rất là nhiều quy cách, ví dụ như là 20 vĩ, 30 vĩ, 1m2, 2m4 hoặc là 3m, 4m hoặc là cạo chữ A hoặc là tùy. Thì một cái thiết bị mới được trở lại khoảng 20 năm trở lại đây, thì một cái thiết bị máy ghép gỗ bằng sóng cao tần thì không có nhà máy nào mà họ không biết đến, đối với là những nhà máy xuất khẩu. Tại vì cái thiết bị đó cho chúng ta một cái sản lượng rất là khá là cao. Ví dụ như trước đây chúng ta sử dụng một cái loại ghép thủy lực 20 vĩ thì chúng ta sẽ mất cái thời gian là thời gian ít nhất là trong vòng 45 cho tới 60 phút chúng ta mới ghép xong 20 vĩ. Nhưng mà so với cái thời gian chờ của chúng ta để keo của chúng ta để cho nó khô đi thì cái thời gian đó khá là lâu. Ít nhất cũng phải cái thời gian chờ là từ 3 đến 4 tiếng thì cái keo đó nó mới khô. Còn đối với lại những cái sản phẩm, một cái thiết bị máy cao tần thì chúng ta cái keo á, chúng ta sử dụng là hai thành phần, cho nên cái lượng mà chúng ta thời gian chờ của chúng ta nó lại ít hơn. Trong vòng tha có thể sử dụng trong vòng 2 giờ để chúng ta đi tiếp theo công đoạn thứ hai. Hiện nay thì như quý vị thấy là những cái trong cái sản phẩm của chúng ta, trong một cái thiết bị máy cao tần thì ít có anh chị nào mà biết được rằng là cái công năng máy cao tần gồm có những gì, và có những anh chị là người ta còn rất là e dè, người ta rất là sợ. Ví dụ như sử dụng cái máy thiết bị cao tần này thì có ảnh hưởng gì đến cho sức khỏe của con người hay không? Thì hôm nay Thượng Nguyên chúng tôi muốn chia sẻ cái thông tin đó đến cho tất cả các anh chị em trong ngành, cũng như là những cái bạn sinh viên. Tại vì chúng tôi thời gian qua thì chúng tôi nhận rất là nhiều cái email cũng như là cuộc điện thoại, tin nhắn của những trường đại học mà họ yêu cầu chúng tôi là làm một cái video để chia sẻ thêm về cái thiết bị lắp ráp trong cái máy cao tần là công năng của như thế nào, để cho các bạn sinh viên cũng như các anh em trong ngành họ hiểu thêm về cái những cái linh kiện đó. Thì giới thiệu đến quý vị, đây là một cái biến áp. Công năng của biến áp này là gì? Thì chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị là biến áp này, điện của chúng ta là 380V. Thì khi chúng ta có biến áp này thì biến áp này sẽ biến cái dòng điện đó cao từ 4.800 cho tới 8.000V, có nghĩa là một cái biến áp để ta biến biến cái tần điện đó nó sẽ lên cao hơn so với là cái dòng điện của hiện tại của chúng ta. Và trong máy chúng ta có tổng cộng là ba cái biến áp. Biến áp này là biến áp chủ, là biến áp là của biến dòng điện từ 380 tới lên tới thấp nhất là 4.800 cho tới 8.000, và hai cái biến áp tiếp theo của chúng ta là biến dòng điện từ 220 cho tới qua 380. Và qua có những cái là có những cái là 220 qua 8V để cho nó hạ hạ cái phần xuống. Thì đây này quý vị xem, đây đó là chúng ta tổng một cái máy thì chúng ta có ba cái biến áp chủ lực.
Và tiếp theo nữa là đây là cái hệ thống điện của cái hệ thống điện để mà ta thiết lập trong cái hệ thống của máy. Rồi, gồm có là CP khởi động từ để mà timer để ta gia nhiệt và những cái điện trở. Và đây gọi là cái tủ địa, công năng của tủ địa kết hợp với lại những cái điện trở này. Và cái cuộn cảm sẽ cho ra một cái dòng điện cao hơn biến điện để dao động của cái bóng đèn. Đây là một cái quạt giải nhiệt của cái nhiệt phun ra khi mà chúng ta sử dụng của cái gia nhiệt của máy. Thì như quý vị thấy là đây là chúng tôi có một số phôi là như thế này, là chúng tôi ghép từ cái máy cao tầng của chúng tôi ra. Thì quý vị thấy là máy ghép cao tầng thì thứ nhất khi chúng ta sử dụng thì rất là tiết kiệm phôi, tiết kiệm keo, và phôi thì phải được bào qua máy bào bốn mặt hoặc là phôi phải vuông góc. Thì giới thiệu đến quý vị, đây là một cái gọi nôm na là trái tim. Chúng ta có một trái tim thì đây cũng là một cái trái tim đấy. Thì đây là một cái bóng đèn cao tầng với cái thương hiệu của Nhật, của nhà máy Canon Electric Made in Japan. Thì đây là một cái giá đỡ của bóng đèn, có nghĩa rằng là cái bóng đèn đó sẽ được đỡ trong một cái giá đỡ như thế này, được nối với tất cả những cái thiết bị để dẫn điện ra. Đây là cái giá đỡ. Ở trên phần bên đây thì phía trong đây thì nó sẽ bằng gang, nguyên một cái ống này nó sẽ bằng gang. Nhưng mà cái khúc qua từ đây qua bên đây thì chúng ta lại một cái nguyên liệu khác, một cái chất dẫn khác, đó là giá đỡ của bóng đèn. Và giới thiệu thêm với quý vị, đây là một cái bộ điều khiển của máy. Đây có rất là nhiều. Ví dụ như là sẵn sàng làm việc thì đèn nó sẽ báo ha. Đây là hai cái đèn báo nè. Còn đây là điện áp điều khiển nè. Rồi dòng điện gia nhiệt nè. Khi ta gia nhiệt là bắt đầu những cái ampe này nó sẽ thể hiện lên nè. Rồi ta có những cái nút gọi là nút mở và tắt. Và mở sóng cao tầng, có nghĩa là khi mà chúng ta setup xong thì chúng ta sẽ mở bên khu vực này. Và sau đó thì sẽ có đèn báo, nếu ví dụ như mà mở bơm dầu thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống mở bơm dầu. Và đây là cái nút khẩn của cái bơm hệ thống dầu. Và sau đó là cái tần số cao thì cái đèn này nó sẽ cháy lên. Đây là hệ thống mở sóng cao tầng. Thì trên đây nó có hai cái đồng hồ thời gian, thì một cái đó là gia nhiệt và một cái đó làm nguội. Ví dụ như chúng ta sử dụng gia nhiệt 90 giây cho gỗ tràm 30 thì chúng ta sẽ gia nhiệt thêm 30 giây nữa, thì là một thời gian làm việc là 120 giây, là trong vòng 2 phút. Thì quý vị thấy đối với cái thời gian đó thì nó lại rất là nhanh, đúng không nè. Thì trong 2 phút là chúng ta sẽ có một cái tấm ván ghép. Thì với một cái thời gian 1 giờ chúng ta có 60 phút, đúng không? Thì chúng ta sẽ ghép được bao nhiêu tấm, thì chúng ta sẽ tính ra được cái con số rất là nhiều. Và đặc biệt hơn thì chúng tôi có gắn thêm một cái đồng hồ. Đồng hồ này là đồng hồ để mà chúng ta có thể chúng ta xem cái thời gian của cái bóng đèn chúng ta làm bao nhiêu giờ, thì đồng hồ này nó sẽ báo. Ví dụ như đồng hồ này chúng ta làm một ngày 8 giờ, thì trong cái tủ điện này chúng tôi lắp ở bên trong á, thì đồng hồ này chúng ta sẽ thể hiện lên là sẽ có là thời gian của cái máy này đã sử dụng được bao nhiêu ngàn giờ, hoặc là một ngày chúng ta sử dụng là làm là bao nhiêu giờ, ví dụ vậy. Đồng hồ này đồng hồ giờ. Và hơn thế nữa thì cô giới thiệu quý vị, đây là một cái phần của cái bộ dao động, chúng ta thiết lập bộ dao động điện. Còn cái bộ nhôm này là chúng ta sẽ làm gia tăng khi mà chúng ta cân chỉnh. Ví dụ như cân chỉnh cái độ gia nhiệt cao hoặc là ta giảm cái độ gia nhiệt, thì đây là một cái hệ thống linh kiện để ráp vào, để mà
một vài công năng thì chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị là chúng ta gồm trong cái hệ thống điện của máy cao tầng thì chúng ta có những cái linh kiện gì và công năng nó như thế nào. Chúng ta sẽ thử trên một cái máy này. Thì cái keo này hiện nay chúng tôi không có cái máy keo tự động, cho nên là chúng tôi chịu khó thoa bằng tay. Thì nó lượng keo nó hơi khá là nhiều. Nếu ví dụ như chúng ta có một cái keo thoa keo tự động thì cái lượng keo nó bám lên trên cái sản phẩm gỗ thì rất là ít. Thì chúng ta sẽ ghép. Anh có thể anh ghép như thế nào á, để anh test cho quý vị xem là anh lấy ra là anh có thể bỏ xuống cách mặt đất khoảng 1 mét mà không thể không bị sức phôi nha anh Tân. Để cho quý vị thấy là chúng ta, tại vì cái máy này nó công suất rất là nhỏ quý vị. Cái máy này chúng tôi sản xuất để dành cho chúng ta để mà chúng ta đi quảng cáo cho những cái hội chợ thôi. Thì chúng tôi cái này thì chúng ta chỉ có kích thước, chỉ có bề ngang chỉ có 1 mét ha, cho nên là chúng ta cũng là khá là cái kích thước cũng khá là khiêm tốn. Thì để cho quý vị thấy. Một mét hai. Còn cái máy lúc nãy quý vị xem thì chúng tôi cũng có thể thử trên đó, nhưng mặc dù cái phôi không có, chúng tôi không có nhiều, cho nên là chúng ta sử dụng một cái máy nhỏ này là được rồi. Chúng ta phải có nhiều phôi, với lại cái máy lúc nãy quý vị thấy là chúng tôi có thể ghép lên tới 200, chiều dày 200mm, mà hôm nay thì chúng tôi không có phôi để chúng tôi thử cái máy 200mm chiều cao. Cho nên là hẹn quý vị một cái ngày rất gần thôi, chúng tôi sẽ chuẩn bị cái phôi 200mm. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cái sự mà ghép ra cái phôi dày đó nó đạt cái hiệu quả như thế nào. Thì hôm nay chúng tôi chỉ có chuẩn bị cái phôi kích thước dày. Cái này kích thước dày bao nhiêu anh Tân hả? Phôi này kích thước dày 120. Đây 120. 120 ha quý vị. Để cho quý vị xem là mặc dù nhỏ nhưng mà chúng ta lại có thể ghép được cái kích thước của cái phôi dày. Đối với những cái máy lớn này khoảng chừng 180 giây thì khoảng chừng 2 phút rưỡi là chúng ta sẽ đạt được. Còn cái máy này là công suất nhỏ. Đối với phôi 120 thì chúng ta chỉ có mất khoảng chừng 180 giây thôi. Cho nên là hôm nay anh Tân chỉ chuẩn bị ghép cái phôi lớn thôi. Cái phôi nhỏ thì hiện nay là chúng tôi đã hết keo rồi. Cho nên là hẹn quý vị để mà một cái dịp khác chúng tôi sẽ thử trên một cái máy ghép cao tầng có kích thước là cao 200mm. Nè, mời quý vị xem là cái đường keo này. Nè, đường keo rất là khô. Đường keo rất là khô, mà trên cái mặt bên này thì keo nó không có độ nóng cao ha. Giờ mình làm nguội dài. Làm nguội dài cho nên mình không có đâm keo. Mà khi mà mình ghép ra chỉ cần theo cái cạnh này là nó ráo như vậy được, nhưng mà ở đây mình để 300 giây ở trên đây nó khô luôn rồi, rất là đẹp. Lý do là mình muốn chắc chắn thôi, chứ bây giờ anh có thể thử đi ha, anh lấy ra anh bỏ xuống đây. Được. Lấy hai khối bên trong kia đây nè, bỏ xuống thử xem, mình thử xem coi là ghép có đạt không. Quý vị thấy là nếu mà nó có test ra cũng không sao đó, cho quý vị thấy là chúng ta đã test trên cái phần á, cái này nó bị thiếu phôi ha, cho nên nó mới bị như thế này đấy. Như quý vị thấy, hai cái này thì chúng tôi mới vừa ra và chúng tôi cũng test trên cái máy ghép 120 với cái máy công suất rất là nhỏ, nhưng mà chúng ta sẽ ghép được
cái thời gian ra phôi rất đẹp. Làm lần nữa đi anh Tân, xem coi nó cứ test ra thử coi. Rồi, đó là một vài thông tin chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị, cho quý vị biết là khi chúng ta ghép ra thì cái keo nó đóng ra rất là tốt ha. Cảm ơn anh Tân đã theo dõi chương trình, đã cùng tham gia với chương trình với tôi. Và thay mặt cho ban giám đốc Thượng Nguyên thì kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với lại Thượng Nguyên trong suốt hơn 2 thập kỷ qua, và hy vọng sẽ nhận được những cái đóng góp và góp ý của quý vị để cho Thượng Nguyên ngày một phát triển cùng các anh chị em trong Thượng Nguyên. Cảm ơn quý vị.